Hello anh em, hãy cùng mình tiếp tục khám phá tựa game Jumble Loon hot một thời này nhé. Ở đây xem nào. Đối thoại cái này. Sao anh lại đến đây? Cảm ơn. Trời. Bạn đã bình an vô sự. Wow. Chuyện nhỏ đừng lo. Sao bạn biết mình ở đây? Chính xét bất ngờ. Nó bảo mình đi đến khu vực. Đáng tin cậy. I saw the guy who summoned it. He saved. Oh, they're friends. No wonder there are so many Morden troops around. Speaking of the Morden army, they'll be back any second. We better go. Let's bring this miner with us. This man looks familiar. Sure, let's go. Wow, bấm vào đây là vào này. Khiêu chiến này, bấm khiêu chiến này. Nói gì cất cứu một chút. Mày. Mặc áo này anh em nhớ mặc áo thì lấy súng này, nâng cấp súng. Càng tên nữa. Cháy đen. Tên nữa. Giải cứu. Wow. It's bullet time. Anh em nhớ bấm có hồi máu thì nhớ bấm hồi máu. Mặc đồ này. Gấp đôi nhảy để nhảy cao hơn. Mày này. À, cái gì đĩa bay. Đấy, cái gì kia dũng rồi. Ông kia bắn ra trưởng Kamitoku à? Cha. Đây, đi quanh. Tôi muốn đánh em. Vào mấy. Quả tàu quá ngon. Gì đây. Ông giáo sư ở đây. Giáo sư gì đây? Đi tiếp rồi. Chùm. Và tiến cực mạnh. Quá làm sao nhé. Chịu thương. Cái chỗ ăn gì vậy? Đất châu bò. Đạn đuổi. Một chút chị thôi. It's bullet time. Chiến thắng, yay! Vượt qua, wow, rất nhiều vật phẩm. Tăng cấp. Thợ mỏ. Đối thoại thợ mỏ. Anh là một quen thuộc. Nơi này có thể đào được bảo bối sao? Cut the crap. Try it yourself. Đào. Đi đây. Súng. Có súng mới anh em. Trang bị súng mới. Khí. Trang bị súng này khỏe hơn súng trước đấy. Không biết có nâng cấp được không nhỉ? Hôm nay đến đây thôi nhé anh em. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.